Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, để trở lại thông tin liên quan đến vụ án của bà Phương Hằng, mình xin cập nhật thêm một vài thông tin và tình tiết mới liên quan đến cặp đôi. Người đứng sau là ông quân sư, liệu có dính dáng và có liên quan đến bà Phương Hằng hay không? Hay ông là một kẻ chủ mưu để thí bà Phương Hằng là con chuốc thí trong vụ án này? Đây là câu hỏi mà nhiều người chúng ta cũng đặt ra. Và chắc chắn đây là cái suy nghĩ cũng có thể ông quân sư kia là kẻ chủ mưu, là người đầu đảng trong cuộc chơi này, và bà Phương Hằng là kẻ chủ mưu đứng đầu trong vụ án liên quan đến từ xã hội cho đến kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, và các bạn còn nhớ cái trò mèo mã gà đồng của bà sau khi vướng vào sai phạm đất đai ở tháng thứ 5 năm 2021 vừa qua. Nhằm để đánh đổi với chính quyền Bình Dương thì bà muốn hoàn thiện cái thủ tục pháp lý do sai phạm dự án khu nhà ở Bình Dương, bằng cách là bà trong live stream thì bà đứng lên bà hiến 1.200 hectare đất, phải không các bạn? 120 hectare đất ở Bình Dương nhằm để làm gì? Nhằm để hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho tất cả các cái dự án đất đai còn lại. Đây là cái chiêu trò chơi chơi khăm của cặp đôi này đó các bạn. Đất thì đất của nhà nước, đất sai phạm vướng vào pháp lý bà đem bà hiến cho ủy ban tỉnh Bình Dương. Bà cho rằng là các đơn vị ở Bình Dương này không biết về những sai phạm của bà, cho nên bà đem ra bà hiến đất này nhằm để khôi phục và để hoàn thiện tất cả các cái dự án mà sai phạm còn lại. Đó là cái chiêu trò của bà này. Và khu đất này vốn là khu nhà ở giá rẻ cho công nhân, Đại Nam đã phù phép đất này và bán tự do thành giá đất và giá đất không có phép, sau đó đem sổ đỏ đi cầm cố cho ngân hàng. Cuối cùng thì đã được báo chí chính thống bóc trần. Đây, như thường lệ thì cặp vợ chồng này không cho ai cái gì cả. Các bạn đã biết, thấy không? Từ đầu đến cuối, từ khi thành lập đến bây giờ, mà báo chí và những người cũng đã biết rằng thường lệ thì cặp đôi này không cho ai bất cứ cái gì. Chỉ có lòng tham vô đáy, mà chỉ có biết thâu tóm, chỉ có biết mở rộng. Còn những cái khoản mà nhân dân là cống hiến cho xã hội, đó là cái trách nhiệm lấy 10, nhưng mà có thể bỏ ra chút định chút ít để lấy lòng thiên hạ, để cho rằng cái sự cống hiến của mình như vậy để có cái việc để đến hôm nay là bà kể công kể trạng đó các bạn. Và liên quan đến vụ việc này thì cái sự cố xảy ra đến hôm nay là do cái câu cà khịa từ Vy Oanh liên quan đến việc bà nói rằng bà cống hiến 100 hecta đất, 1.000 cuốn sổ đỏ gì đó. Và câu cà khịa của Vy Oanh nói rằng tại sao không hiến tiền mặt đi mà đem sổ đỏ ra cầm ra cống hiến, và trong khi sổ đỏ này là sổ đỏ đang vướng vào pháp lý và sổ đỏ chưa rõ thủ tục và chưa có thể xây dựng được trong các cái dự án đất đai này. Và chỉ câu cà khịa bình thường của Vy Oanh là tại sao không đem hiến tiền mặt mà hiến đất. Đây, đơn giản cái câu này mà đến hôm nay lôi bà Phương Hằng vào trong cuộc chơi này. Và cuối cùng chính sự ngoan cố ngông cuồng của bà tấn công Vy Oanh đến mức độ là không còn con đường nào khác cả, bắt buộc Vy Oanh phải đấu tố và đương đầu với bà trong cuộc chơi pháp lý này. Đây, các bạn thấy không? Và đến sau cùng của cuộc chơi thì giữa bà và Vy Oanh, và Vy Oanh đã cho bà lên đường, thấy không? Và vừa qua thì đơn đấu tố của Vy Oanh đã được cơ quan chức năng khôi phục, và nguyên nhân của vụ án này là do Vy Oanh đấu tố, và đơn kiện của bà của Vy Oanh cũng đã thành công, là chính từ sự ngạo mạn không chịu khuất phục của bà Phương Hằng. Người ta chỉ nói câu đơn giản như vậy, đúng rồi, tại sao có tiền đại gia khoe kim cương, khoe học sàng, khoe tài sản này tài sản kia, không không đem tiền mặt ra hiến đi mà lại đem hiến đất
mà đất này, đây là đất đang vướng vào pháp lý. Có phải cặp đôi này chơi chiêu không các bạn? Thì rõ ràng Vy Oanh nói như vậy là đúng rồi, mà bà cho rằng Vy Oanh lại cà khịa bà và bắt đầu tấn công Vy Oanh. Không chỉ tấn công riêng cá nhân Vy Oanh mà còn lôi gia đình Vy Oanh từ chồng đến con của Vy Oanh. Lúc đó là Vy Oanh đang mang thai em bé nữa các bạn, thấy không? Và tấn công quyết chí từ đầu tháng, từ tháng 5 năm 21 đến hôm nay là hơn nửa năm trời ròng rã, không có buổi live stream nào mà không lôi Vy Oanh ra. Bắt đầu là hai người đấu tố và kết quả của sự ngạo mạn này thì đem lại cho bà cái kết quả như vậy. Đấy, không chỉ Vy Oanh mà bên cạnh đó là bà còn lôi rất nhiều người ra, thấy không? Và tất cả các cái vụ việc là chỉ do là như vậy. Và dự án nhà ở Đại Nam là muốn hiến, đúng rồi, 127 lô đất nhưng không ai nhận. Giờ ra sao? Tất cả các dự án đất của Đại Nam hiến không ai nhận đó, giờ ra sao? Mình xin cập nhật cái nội dung bài báo này nha các bạn. Dự án nhà ở của khu du lịch Đại Nam với quy mô hơn 100 hectare đất do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, tọa lạc tại trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương vào hồi tháng 5 năm 21. Thay vì dùng tiền mặt, vợ chồng bà Phương Hằng muốn hiến 127 lô đất này tương đương với gần 20.000 mét vuông vào quỹ phòng chống dịch Covid, nhưng cơ quan chức năng không nhận vì nguyên nhân là dự án này vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý và từng bị xử lý và bị phạt vi phạm hành chính vì xây dựng trái phép. Đúng rồi, các bạn thấy không? Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũng sáng suốt, cũng nhận ra điều này là thấy vi phạm rồi cho nên không nhận là đúng rồi. Trong khi anh cho những cái sai pháp luật như vậy, vướng mắc vào pháp luật mà ai mà dám đứng ra nhận ký cho bà. Chính từ cái điều này mà bà mới nổi điên lên. Bà hô, bà nói rằng là chỉ có mấy tờ giấy mà không ký cho tôi. Đây, bà kể công kể trạng, tôi cống hiến cho nhà nước như vậy mà tại sao lại không nhận? Trong khi đất đai thì đất đai của nhà nước, vi phạm pháp lý như vậy mà bà đem bà cống hiến, bà có phải bà chơi chiêu không các bạn? Bà coi các đơn vị ở Bình Dương này không ra gì giống như trẻ con ha. Bà muốn phà phép, bà muốn dở trò mà coi như là lương lẹo ma giáo như thế này thì ai mà chấp nhận được. Đây, trong khi hiến 127 lô đất mà đất này là đất đang bị xử phạt hành chính này, đang vi phạm các thủ tục về pháp lý này. Đây, và tất cả những dự án đất đai này bây giờ ra sao? Vào thời điểm giữa năm 2019, dù chưa cấp phép xây dựng nhưng công ty cổ phần Đại Nam đã tổ chức xây dựng nên đã bị thanh tra sở Bình Dương ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, vào năm 2021 thì công ty cổ phần Đại Nam đã thế chấp 309 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ dự án khu nhà ở Đại Nam tại văn phòng đăng ký đất tại tỉnh Bình Dương. Trước đó thì tháng 10 năm 20, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương cũng đã công khai danh sách 29 sổ đỏ dự án khu nhà ở Đại Nam đang được công ty Đại Nam thế chấp tại Ngân hàng Thương mại xuất nhập khẩu chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ 2629-2630. Đây, thế chấp 29 sổ đỏ của khu nhà ở này, trong khi là sổ đỏ trong các dự án này thì đang vướng vào pháp lý mà lại đem thế chấp ngân hàng. Cái việc này từ từ rồi mới lòi ra nghe các bạn. Những giám đốc ngân hàng, những ông nào mà ký giấy cho bà để được thế chấp đem cầm cố những cái dự án, những sổ đỏ mà sai phạm đang vướng vào lùm xùm pháp lý này là cũng khổ, cũng mệt đó nha các bạn. Chắc chắn là lần lần sẽ lòi ra rất nhiều nhân vật phía sau trong cái cuộc chơi này đấy. Đây, trao đổi với phóng viên Tiền Phong thì ngày 26 tháng 3 vừa qua, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết đến nay dự án nhà ở Đại Nam này vẫn chưa được hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Do đó dự án chưa có tên trong danh sách được mở bán theo quy định. Thấy không? Đến hôm nay, sau khi báo Tiền Phong liên hệ với Sở Xây dựng Bình Dương
thì Sở Xây dựng Bình Dương cho rằng khu nhà ở du lịch này, khu nhà ở của Đại Nam này vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Do đó dự án này chưa có tên trong danh sách mở bán theo quy định. Vậy việc bà Hằng hai lần mở bán online đất vừa qua, chúng ta cũng thấy rằng đây là chiêu trò nhằm để tẩu tán tài sản và nhằm để dẫn dắt những người u mê dính vào bẫy của bà và có thể mất tiền không đối với bà một cách vô lý như vậy. Thưa quý vị và các bạn, đó là tất cả những thông tin liên quan đến vụ án của bà Phương Hằng mà hôm nay được cộng đồng mạng chúng ta nhìn lại tất cả các hành trình vi phạm và tất cả các sai phạm của bà Phương Hằng. Và chúng ta hãy chờ xem kết quả của cơ quan chức năng trong vấn đề điều tra sắp tới. Xin chào quý vị và các bạn.